quý vị đang đến với chương trình phóng sự tại thành phố Houston cùng với Trâm Anh. Đây là lần thứ hai công ty Kaiway Invest Group trở lại với thành phố Houston của chúng ta. Và bây giờ thì Trâm Anh đang có mặt tại địa điểm Diamond Club. Họ có một cái cuộc hội thảo ở đây. Và hôm nay thì Trâm Anh xin mời quý khán thính giả cùng Trâm Anh chúng ta tìm hiểu đôi chút về Kaiway Invest Group lần thứ hai này, sự phát triển của họ ra sao. Bởi vì ngày 15 tháng 10 này Trâm Anh được biết rằng chứng khoán của họ sẽ ra sàn, và chúng ta sẽ tìm hiểu cùng nhau quý vị nhé. Trâm Anh đang đứng kế bên chị Cẩm Nhung, một trong những director đến từ Kaiway Invest Group. Chào chị Cẩm Nhung. Chào chị Trâm Anh. Được biết là tối nay chị Cẩm Nhung có cuộc hội thảo, và có tới 3 cái language, có nghĩa là vừa Việt Nam, vừa English và cả Mỹ nữa. Và mọi người tham dự khá đông đủ. Chị có thể chia sẻ rằng với một cái thời gian gấp rút như vậy vào ngày 15 tháng 10 như thế này, thì làm sao mà chị có thể kêu gọi tất cả mọi người cùng ủng hộ và tham dự vào những cái dự án của công ty Kaiway Invest Group đi chị? Cảm ơn chị đã có câu hỏi. Thực ra hôm nay là ngày 15 tháng 9, còn theo dự ý kiến của công ty là 15 tháng 10 công ty sẽ lên sàn. Rất là thời gian rất là gấp rút. Hôm nay tổ chức tại Houston này mục đích là chọn nơi để dành cho người Việt mình, để người Việt mình biết nhiều hơn là đây Diamond Club, nhiều người biết ở tại Houston. Và mình dùng có dịch tiếng Anh, tiếng Việt, tiếng Spanish, vì tại Houston này rất là nhiều người tham gia, không chỉ riêng người Việt Nam mình. Nên Cẩm Nhung mong rằng mọi người, đây là cái cơ hội, một cái cơ hội rất là hiếm. Quý vị nên tìm hiểu để tham gia đầu tư một phần nào đó. Vì không phải chỉ có Việt Nam mình, công ty đang có mặt trên gần 200 nước quý vị. Với cái thời gian nó ngắn và những cái hệ sinh thái và cái dự án đầu tư của Kaiway Invest Group hiện nay rất là lớn. Hiện nay chúng ta đang là cổ đông chiến lược của một tập đoàn rất là lớn, thông thường chỉ dành cho các tỷ phú thôi. Thì chúng ta, tất cả chúng ta, những ai là cổ đông của công ty, là member, thành viên của công ty, đều có cơ hội được hưởng các lợi, cái quyền lợi được chia cổ tức từ 26 dự án của công ty, và sắp tới là có thể hàng trăm dự án của công ty từ số tiền đầu tư thời điểm này. Địa điểm này rất là quan trọng quý vị. Còn khoảng hơn một tháng nữa, chưa đầy một tháng nữa là chúng ta, công ty đã lên sàn, nên là quý vị hãy nhanh chân lên vì thời gian không còn nhiều nữa. Hôm nay mặc dù để tổ chức ở nơi của người Việt Nam mình, nhưng mà rất là ít người Việt Nam mình biết tới cái này, nên mong rằng quý vị ai mà có điều kiện xem được cái buổi chia sẻ hôm nay và cái phóng sự ngày hôm nay, thì quý vị nên liên lạc với đài và có thể liên lạc với Cẩm Nhung và một số người tại Houston này để biết đến cơ hội để cùng đầu tư, cùng mọi người trên thế giới để sở hữu cái cổ phần trước khi quá muộn quý vị. Hiện nay trên cái hôm nay chỉ có đa số là người Mexico và người Mỹ, nhiều người Việt Nam mình rất là ít. Cẩm Nhung cảm thấy rất là tiếc vì cái điều đó, và mong rằng những ngày sắp tới chúng ta có cơ hội biết đến nhiều hơn và liên lạc với những người hiện đã làm việc tại Houston, hoặc có thể liên lạc với đài truyền hình hoặc là liên lạc với Cẩm Nhung để chia sẻ và giải thích rõ hơn về cái cơ hội này như thế nào. Dạ vâng, cảm ơn sự chia sẻ của chị Cẩm Nhung. Chị Cẩm Nhung có thấy là tối nay cái cuộc event của chị, người Mỹ họ rất là hưởng ứng rất là nhiều, nhưng mà Trâm Anh thấy người Việt của chúng ta thì có phần là ít hơn người Mỹ. Thì chị có nghĩ rằng là lý do tại sao những cái chỗ khác người Việt tham dự cũng giống như Houston, hay là chị có riêng Houston thì người Việt Nam chúng ta không có hưởng ứng và không có tham dự? Chỉ ở Houston và nói chung là ở Mỹ, hiện nay tại Mỹ người Việt Nam mình rất ít người biết đến cơ hội để đầu tư với SWIFT. Còn người nước ngoài thì rất là nhiều. Nhưng tại Việt Nam, tại Đức, tại Úc, tại Canada và Dubai, người Việt Nam mình rất là nhiều người biết đến cái này. Đặc biệt ở Mỹ thì lại rất là ít. Thì mong rằng quý vị, anh chị em chúng ta ở tại Mỹ, chúng ta có may mắn nhiều hơn những người khác hoặc có điều kiện hơn. Thì đây là một cái cơ hội quý vị nên tìm hiểu và nhanh chân lên, thì cơ hội nó không còn nghĩa, thời gian cũng không còn nhiều nữa quý vị. Nên là tại Houston này đặc biệt cũng có một số người nhưng mà còn rất ít, nên mong rằng đây là một cái buổi chia sẻ để giúp cộng đồng biết tới SWIFT nhiều hơn. Thì hôm nay chị Cẩm Nhung có thể chia sẻ cái cơ duyên nào mà chị đến được với lại Kaiway Invest? Cảm ơn chị Trâm Anh đã cơ hỏi này.
Sorry, I have to speak Vietnamese, so she translate for you guys. Okay? Do cái nãy chị nói phụ nữ thường thường ở nhà lo việc bếp núc không à? Mà chính vì những cái ngày mà có thời gian thì tình cờ biết được cái cơ hội của Speak là Skywan Group. Đó là một cái cơ may mà cũng như nghĩ là có thể là cơ hội trời cho mình và có thể là cho tất cả mọi người, rất là nhiều người Việt Nam và người Mexico, ở đây có người Mỹ nữa, rất là người khắp nơi trên thế giới. Những cái ngày đó là những ngày cũng như là cảm thấy là cảm ơn Thượng Đế đã cho mình có những cái ngày mà ở nhà chăm sóc con, rồi đưa con đi học, rồi có thời gian thì bắt đầu mình mới nghiên cứu nhiều hơn. Càng nghiên cứu càng thấy là đây là một trong những cơ hội quý báu nhất, có thể là một trong những cơ hội mình có thể không gặp lại một lần nữa trong cuộc đời của mình. Và chắc chắn đó là một cái cơ hội cho tất cả chúng ta. Cơ hội thường thường chỉ dành cho những người triệu phú, tỷ phú, vì là chúng ta có cơ hội sở hữu những cái cổ phần shareholder của công ty trước khi ra sàn, và những cái đồng crypto unit rất là danh giá và đang rất là hot hiện nay trên thế giới. Dạ vâng, Trâm Anh xin chào chị, cho Trâm Anh hỏi chị tên gì ạ? Dạ, xin kính chào Trâm Anh, mình tên Linh Phạm. Dạ vâng, hôm nay chị tham dự cái cuộc hội thảo này thì chị cảm nhận như thế nào về cái cuộc hội thảo này thưa chị? Thưa Trâm Anh, là cái cuộc hội thảo này là nó rất là làm cho mình rất là thú vị và mình rất là interested vào trong cái này, là mình muốn trôi vô để mà mình có một cái cơ hội để mà mình invest vô trong đó. Đây là lần đầu tiên chị invest vào cái company Skyway Invest Group, hoặc là chị đã từng có những cái đầu tư cho những cái company khác thưa chị? Đây không phải là cái lần đầu tiên mà Linh đã tham gia, cũng vô được đầu tư vô cũng mấy mẹ, chứ không phải là chỉ riêng là một. Nhưng mà Linh thấy là Skyway là một những công ty là cái cơ hội đầu tư vô nó an toàn hơn những cái công ty khác. Tại vì đã là kinh doanh hoặc là đã đầu tư thì không thể nào nói rằng là 100% là an toàn. Nhưng mà cái sự rủi ro của Skyway Invest Group tỷ lệ nó ít hơn. Cảm ơn chị rất là nhiều ạ. Nhìn ở đây quý vị thấy là FTO và đây là ICO. Ở đây có ai đã từng đầu tư vào cryptocurrency chưa quý vị? Có ai đã từng sở hữu Bitcoin? Invest in cryptocurrencies. Đây có một số người đã từng đầu tư vào tiền điện tử cryptocurrency của Bitcoin, Litecoin, Ethereum và rất là nhiều coin khác. Và chúng ta thấy những coin trước giờ chúng ta chỉ là có ICO. Most of the coins you probably have invested in, like Bitcoin, Litecoin, Ethereum, are all ICOs that has been on the market. Ngay cả Bitcoin có những thời điểm Bitcoin lên giá 20.300 đô. At one point, Bitcoin went up to 20,000. Một Bitcoin quý vị, thời điểm mình biết cách đây gần 4 năm là một Bitcoin lúc đó là 300 đô. Nếu quý vị chỉ cần 300 đô mà lên 20,300, có nghĩa là chúng ta có lời 20,000 đô một. So at one point she remembered Bitcoin was only at $300 and now it's 20,000. Think about the how much it has multiplied. Nếu chúng ta đi làm công ăn lương thì mỗi năm, nếu mà những người lao động bình thường á, mỗi năm chúng ta kiếm khoảng thu nhập khoảng bao nhiêu khoảng mười mấy ngàn, hai mươi mấy ngàn một tháng đúng không? Nếu tạm nghỉ sư thì chúng ta mới có 50-60 ngàn một tháng. Và chỉ cần chúng ta đầu tư 2 Bitcoin là chúng ta bằng 1 năm làm việc của một kỹ sư. So it's just saying that if you worked a regular job, what, you make 5,000 or 50,000 a year, then if you just invest in Bitcoin, you can make easily money. Nói như vậy để quý vị có thể so sánh. Điều này có thể xảy ra và đã từng xảy ra quý vị. Thật ra Bitcoin đã là lịch sử đã chứng minh đó là xảy ra sự thật. Và điều đó nó qua rồi, bây giờ quá khứ qua rồi, mình không nói quá khứ nữa mà chúng ta nên nói hiện tại. So chúng ta đặc biệt Skyway Invest rất viết tắt là Speak chúng ta. Tại sao đây là cái cơ hội rất là hiếm hoi, lâu lâu là chúng ta mới có những cái buổi event như thế này. Thì ai có mặt đây là cái điều may mắn. Tại sao chúng ta may mắn là được cổ đông của Very lucky to be co-owners of Skyway Investment Group, and you, it's very rare opportunity, and that you very should be very proud that you are here today to be able to be
listen to this. STO. Security token offering is backed or a guarantee. Được bắt cấp và bằng cái sản phẩm thật và chứng minh là chúng tôi là công ty thật và có backed up by products and it's a real product. Chính vì vậy đây chúng ta sẽ lên hình thức SEO và được chính phủ công nhận. Quý vị đã thấy sự chênh lệch rất là lớn đối với SEO là ít có ai công nhận và có công nhận rất ít. So that is the difference with STO and ICO. The government recognizes the STO and are backed by government versus the ICO. Nhưng chúng ta STO là có brand là được chính phủ công nhận và chính phủ chúng tôi là đặt được là AT brand là về một công ty chuyên về holding là để chuẩn bị cho quá trình lên sàn của STO của Skyway Group. Dạ vâng, bây giờ là người khách thứ hai mà Trâm Anh gặp được. Xin chào Alex. Xin chào em. Ồ, hôm nay thì Alex tham dự cái cuộc hội thảo này thì Alex cảm thấy như thế nào? Alex thì nghe bạn Thảo có mời tới để coi tìm hiểu rất là hay. Vì nghĩ ra cái dự án 26 cái dự án của cái công ty Kaiwe Investment này nó có là cơ hội cho người Việt chúng ta làm giàu hay không? Đây là một cơ hội thì ai mà tìm được tới hãy nên nó là một cơ hội. Vừa rồi là một vài hình ảnh trong anh cũng như quý khán thính giả chúng ta đã theo dõi cái cuộc dự thảo của cái cuộc hội thảo của Kaiway Invest Group và trong anh hy vọng rằng đây là một cái cơ hội mà người Việt chúng ta có thể nắm bắt và chúng ta có thể tiến tới một cái ngưỡng cửa thành công và hy vọng vào ngày mai, một ngày mai tươi sáng. Trâm Anh xin kính chúc quý vị có một ngày an vui bên gia đình và người thân.